chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trời Phật độ mệnh. Từ 52 tuổi có lộc phú quý mà phất lên như diều gặp gió, dạng sự hanh thông, tiền vàng chất đống, cuộc sống giàu sang phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, hầu hết chúng ta từng loay hoay thiết lập hướng đi cho tương lai của mình, để rồi sau đó chứng kiến con tàu của đời mình cứ trôi chạy lòng vòng và va vào đủ thứ loại cản trở, có người buộc phải dừng bước hoặc gục ngã, nhưng cũng có người lại kiên cường đứng lên để tiến về phía thành công. Chỉ khi vượt qua mọi chướng ngại vật thì tấm bản đồ hiển nhiên sẽ bày lộ ra trước mắt. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu khúc mắc đều được tháo gỡ, và thế là con tàu cuộc đời của ta chỉ việc căng buồm lao băng tới thành công. Và cuộc đời của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng là một câu chuyện được kể như vậy. Tuổi trẻ nếm bao đắng cay, vấp ngã, thậm chí là mất mát, thất bại. Nhưng từ 52 tuổi trở đi thì cuộc đời của quý bản mệnh sẽ trở nên như con diều no gió, thẳng cánh dương tới thành công, giàu sang, phú quý và quyền lực. Vậy, để biết được vận trình trên cuộc đời của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 từ 52 tuổi trở đi sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu với kênh Minh Đường Tử Vi qua lá số tử vi ngày hôm nay nhé. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 bởi vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Bình thường người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó là bản chất của Giáp Dần rồi nên khó có thể khắc phục được. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao, khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa rộng. Tuổi Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành, họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần là người không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng gian dội, hãnh diện bấy nhiêu. Giáp Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học. Ít khi họ bị mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái. Vì vậy, đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt. Họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc. Trong suốt cuộc đời mình, Giáp Dần đổi việc rất nhiều.
Họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai. Quyết đoán và dũng cảm, nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách. Nơi đâu có hiểm nguy khó khăn thì hổ sẽ lao vào. Khi người khác chuồn chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức, trà đạp, bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm không hề e dè hay sợ sệt sẽ của những chú hổ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch, mang đầy tính nhân ái. Hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức cả. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình. Với những ai quen biết, họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần, thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận, có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi, lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng. Nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp dậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn. Với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi, lạc quan, cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi, hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên, có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Nam mệnh tuổi Giáp Dần. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp. Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể. Họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan, thử thách. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm. Cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Theo tử vi tuổi Giáp Dần, những người này hưởng tuổi thọ từ 68 đến 78 tuổi. Nếu sống thân thiện, hiền lành, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 từ 52 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Giáp Dần là con giáp làm việc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm. Họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán và dứt khoát. Họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để đạt được thành công. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cân nhắc, nắm bắt được cơ hội, thăng chức, tăng lương như thế nào, liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường, đây là những vấn đề không của riêng ai. Không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những người sinh tuổi hổ hợp với công việc có tính cạnh tranh,
Trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập, muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Giáp Dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ luôn đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể có thêm động lực đi đến thành công. Nữ mệnh Giáp Dần tuổi Hợp làm ăn. Nếu trong công việc, sự nghiệp mà nữ Giáp Dần muốn tìm một vài người để hợp tác làm ăn, thì theo tử vi số mệnh, những con giáp sau đây sẽ rất phù hợp, đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, giúp các vụ làm ăn thành công tốt đẹp. Đó là Giáp Dần, Mậu Ngọ và Canh Thân. Những con giáp này có thể được coi là quý nhân của nữ mệnh Giáp Dần. Họ sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp như ý muốn đến với bản mệnh. Tuổi Đại Kỵ. Nếu có hợp tác đầu tư làm ăn, kinh doanh, nên tránh các tuổi sau đó là Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu. Các tuổi trên xung khắc với nữ tuổi Giáp Dần, nên nếu hợp tác đầu tư sẽ đem đến sự không thuận lợi và kém may mắn. Cũng không nên kết hôn với các tuổi này, bởi sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả. Nhưng nếu đã lỡ phải lòng nhau rồi thì cách tốt nhất để vẹn toàn đôi bên đó chính là làm việc thiện, tu tâm tích đức, chú trọng làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất cũng là một việc làm rất ý nghĩa và quan trọng. Nữ mệnh Giáp Dần khi ra ngoài làm ăn, buôn bán, khai trương cửa hàng hay đầu tư kinh doanh thì nên dọn giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn thì sẽ rất thuận lợi và có nhiều may mắn. Nam mệnh tuổi Hợp làm ăn. Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đại Kỵ. Chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta sẽ tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Nam mệnh Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ, không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Giới Giáp Dần là người cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong công việc, không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn thì nên xuất hành vào giờ lẻ, tháng lẻ. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Giáp Dần sảng khoái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Cuộc sống lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn, dùng tay quá tráng. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mạnh các tuổi Giáp Dần đã có số dượng tài, đặc biệt, từ 52 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều phần đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có tài khoản bất ngờ thì bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có khá nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Giáp Dần nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu, hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại.
Có thời điểm Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Giáp Dần sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng. Vì thế, cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Khi còn trẻ, Giáp Dần có đời sống tình cảm phong phú, thích phiêu lưu trong chuyện tình ái. Họ sở hữu sức quyến rũ mãnh liệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vận đào hoa của người tuổi này khá tốt, vì có nét duyên ngầm nên vẫn có nhiều người thầm thương, trộm nhớ, theo đuổi họ một cách nhiệt tình. Trong tình yêu, Giáp Dần sẽ thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng. Họ thích chinh phục đối phương bằng những hành động sôi nổi, nhiệt tình. Mối tình của họ luôn lãng mạn và nồng nhiệt, khiến đối phương phải mê đắm. Ngoài ra, họ cũng sẵn lòng tỏ ra khoan dung cho những lỗi lầm của người yêu. Tóm lại, người tuổi Giáp Dần luôn được đánh giá là một người tình hoàn hảo, đầy thú vị. Tình yêu và hôn nhân của Giáp Dần đều diễn ra không mấy thuận lợi. Tình yêu của họ dù luôn thắm thiết, cháy bỏng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải kết thúc trong đau thương. Quan niệm dân gian cho rằng Giáp Dần cao số nên là đứt đoạn chuyện tình duyên. Trên thực tế, phần lớn các mối tình tan dở với nguyên nhân là do tính cách thất thường và chính kiến quá mạnh mẽ của Giáp Dần. Thêm vào đó, họ thường hay tỏ ra ghen tuông và thích chiếm hữu, nên khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Để sớm tìm được hạnh phúc cho đời mình, Giáp Dần cần phải biết cách khắc chế tâm tình bất định của bản thân. Đồng thời họ cũng phải tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người yêu, thì mối tình đó mới có thể duy trì lâu bền. Sau khi kết hôn, Giáp Dần sẽ tỏ ra quan tâm, chăm sóc tận tình với người bạn đời. Thỉnh thoảng họ vẫn tỏ ra gia trưởng, nhất quyết làm theo ý muốn của bản thân. Thế nhưng, bản chất của họ là sự lương thiện, nên chỉ cần được xoa dịu thì họ vẫn nhanh chóng nguôi giận. Nam mệnh Giáp Dần sở hữu cái tôi lớn, nên họ không thích bị chi phối trong tình yêu. Ngược lại, họ muốn chủ động chinh phục để người con gái họ yêu hoàn toàn lệ thuộc vào họ. Họ rất hào phóng trước những yêu cầu của người yêu. Nam giới tuổi Giáp Dần không phù hợp với những người có tính tự lập cao, chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ. Ngay cả sau khi kết hôn, họ vẫn sẽ hết mực cưng chiều vợ con. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra khá gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải nhẫn nhịn trước tính khí nóng nảy của mình. Cuộc sống hôn nhân của nam mệnh Giáp Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu họ không học được cách cảm thông và lắng nghe ý kiến của vợ. Nam mệnh Giáp Dần là những người có cung tình duyên may mắn, thuận lợi, dù được nhiều người theo đuổi, để ý, nhưng họ ít khi rung động trước bất kỳ người nào. Đối với họ, tình yêu đích thực phải dựa trên sự gắn bó, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần luôn mong ước bản thân sẽ trải qua một mối tình lãng mạn, ngọt ngào như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Họ thích lưu giữ và luôn tỏ ra trân trọng những giây phút ấm áp bên người yêu. Tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của nữ mệnh Giáp Dần khiến tình yêu luôn tràn đầy sự mới mẻ. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Giáp Dần dễ bị khống chế bởi sự ghen tuông, bản năng muốn chiếm hữu đối phương. Nét tính cách này khiến cho người yêu của họ cảm thấy khó chịu hay thậm chí là sợ hãi. Nếu không sớm khắc phục những nhược điểm này, họ sẽ khó tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Vốn là con người năng động, phụ nữ tuổi Giáp Dần mong ước có một cuộc sống hôn nhân sôi động. Chính vì thế, họ sẽ tỏ ra chán ghét sự đơn điệu, nhạt nhẽo trong gia đình. Phụ nữ tuổi Giáp Dần không thể chịu đựng được sự cô đơn, nên họ luôn mong chồng mình sẽ hết mực yêu thương, âu yếm họ như những ngày đầu mới yêu nhau. Họ sẵn lòng quán xuyến mọi công việc trong nhà để người chồng có thể tập trung vào sự nghiệp. Đôi khi họ sẽ tỏ ra chuyên chế, khắt khe với mọi người trong gia đình. Để cuộc sống gia đình trở nên thân thiết, gần gũi, họ phải tỏ ra khoan dung hơn. Nữ mệnh Giáp Dần sinh vào các tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch, thì tình duyên có thể sẽ phải trải qua nhiều thử thách đắng cay thì mới có được hạnh phúc. Nếu vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào tình yêu, thì đến lần tình duyên thứ 3,
họ nhất định sẽ có được niềm vui trọn vẹn. Sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch thì nữ mệnh Giáp Dần trong tình yêu sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Sau kết hôn, cuộc sống có đôi phần vất vả, nhưng nếu cố gắng làm ăn thì vận may sẽ tới. Còn sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 11 âm lịch thì phụ nữ Giáp Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, người chồng hết mực yêu thương vợ, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo. Và ngay bây giờ sẽ là luận giải về vận mệnh theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Giáp Dần 1974, cụ thể như sau. Tử vi Giáp Dần sinh tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết Tân Xuân, vạn tượng canh tân, long chầu hổ phục, khí thế ngất trời. Người tuổi Dần sinh tháng Giêng do vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên Giáp Dần sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định, vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng, từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa, phú quý. Bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên dạng người, không phải chịu sự quản thúc của người khác, con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được yêu thương và giúp đỡ rất nhiều. Có con đường phát triển hanh thông, vượng phát, có thể nói người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của tuổi Dần. Vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, là thời điểm xuất lực dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Giáp Dần sinh vào tháng 2 âm lịch tài chính hơn người. Dùng mưu như thần, đã quyết thì tất sẽ thành, kinh bang tái thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Bản mệnh Giáp Dần theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh trập vô cùng tốt đẹp, tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa. Vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, Giáp Dần được hưởng lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, nên nhiều công trạng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm, từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không có gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người theo kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này trời sinh thông minh, đức độ, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh, sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại sum suê, tươi tốt, Giáp Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem bói tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan, tiến chức trong tầm tay, cả đời tiêu diêu, tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Trùng, bản mệnh Giáp Dần sinh tháng này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến, biết lùi, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế, bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Giáp Dần sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại, song bùa lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng, cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên người này tính khí có phần nóng nảy, nên dễ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thửu trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà Giáp Dần sinh tháng này có ý chí hơn người, có dũng khí, có lòng quyết tâm, hiếm người sánh bằng, có điều ý chí không thiếu, mà tài lực lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn.
Bản mệnh Giáp Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình. Nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng, có ý chí, có quyết tâm. Sau một đời nhiều lần thất vọng, khi ước mơ khó lòng thực hiện, bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có quý nhân giúp đỡ. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu. Xét bản mệnh của Giáp Dần theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng, nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ gian nan. Tuy nhiên, tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi, dựa vào nghị lực bản thân và tài năng vốn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời quy hoàng, nên Giáp Dần sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng, phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Giáp Dần sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh, khi có thiên tư dĩnh ngộ, mưu sự siêu diệt, tài văn chương xuất chúng, lại có khả năng nhìn xa trông rộng, nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có, cả đời được trọng vọng, gian danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này không được hưởng phúc lộc tổ tông, nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp giúp phần nào nên gặp hung quá cát, vận trình hưng dượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết bạch lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường, chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ hồng trần, tu thân, xóa bỏ tạp niệm. Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi thì tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác, chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống. Khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao, tự đại, nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương, có tài mà chẳng có nơi dụng võ, chỉ biết cảm thán thế sự không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó, chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông, bản mệnh Giáp Dần sinh tháng này tuy vất vả, không được như ý, nhưng có tài năng, có trí tuệ. Song sinh chẳng được gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng được bao nhiêu. Họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Giáp Dần sinh tháng này bản mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mắt nâng đỡ ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình thì dù không làm nên sự nghiệp gì dễ dàng, to lớn, nhưng cũng không phải quá lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là, cảnh giác kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công, mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp. Song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển bản mệnh, giảm bớt tai ương. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh tháng 12 âm lịch.
Tháng chạp trong năm rơi vào tiết Tiểu Hàn, xét bản mệnh Giáp Dần sinh tháng này vì cuộc đời hung nhiều cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều, đủ lo lắng, ra đời bị tiểu nhân dây hãm. Cần chú ý để phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để đảm bảo sự an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư, trong cuộc đời chẳng được hưởng cảnh thái bình. Cả đời sống trong bóng tối mờ nhạt, chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè để dựng dẫn quý nhân. Nhờ quý nhân nâng đỡ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp thành công thăng tiến. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong từng năm âm lịch, cụ thể như sau. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Tý. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần thấy rằng năm Tý không phải là khoảng thời gian thuận lợi đối với Giáp Dần. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cho công việc, tránh để lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tài lộc cũng không dượng, thậm chí có thể gặp phải quả phá tài bất cứ lúc nào. Vì thế, cần hạn chế tranh chấp, cạnh tranh cần phải nắm chắc lợi thế của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Sửu. Năm này bản mệnh có cơ hội đón được nhiều tin vui, cần nắm chắc cơ hội, chớ nhường vào tay kẻ khác. Đầu năm có thể sự cố sẽ xảy ra, song nếu khắc phục được thì vận trình từ đó hanh thông. Trong năm bản mệnh có thể mắc chứng đau đầu, nhưng không đáng ngại, có thể tự làm lành bệnh. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Dần. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần, trong năm bản mệnh sẽ gặp phải nhiều trở ngại như kinh doanh khó khăn, công danh khó cầu, chìm nổi bất định. Thời điểm này, bản mệnh cần phải tự tìm cho mình động lực để vươn lên, gặp rắc rối chớ nản trí, kẻo cuối cùng công sức từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Mão. Năm này có các tinh chiếu mệnh nên tai họa được giảm bớt, bản mệnh cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc. Chớ nên tham lam kẻo cuối cùng tự rước lấy rắc rối, khi gặp chuyện không như ý cũng chớ nên bi quan, tinh thần tích cực sẽ giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này hung vận lấn át cát vận, vận trình lên xuống thất thường, tài vận không hanh thông, làm việc gì cũng khó. Trong năm bản mệnh nên chuyên tâm với công việc của mình, chớ vội đưa ra những quyết định lớn, hành xử thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Tỵ. Vận trình của Giáp Dần thiên về ổn định trong năm này, tuy là người có tài năng, có năng lực, nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Trong quá trình làm ăn cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh vướng phải rắc rối về sau. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh 1974 trong năm Ngọ. Năm này vận trình hanh thông, con giáp này có cơ hội bước sang trang mới của cuộc đời, khi sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước, trong thời điểm thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động và quyết đoán hơn trong việc đầu tư để thu về lợi lộc. Song phương diện kết giao cần chú ý, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, bị lợi dụng tiền bạc. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Mùi. Năm này tài lộc có thất thoát nhưng không đáng ngại, bệnh tật tuy có nhưng là bệnh vặt, chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ tự khỏi. Thời điểm này nếu chủ động bôn ba, cả tình duyên và sự nghiệp đều có bước phát triển tích cực. Hãy chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, thêm bạn bớt thù, như vậy thì sẽ dễ được quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Thân. Năm này bản mệnh cần xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn. Đầu năm do có quả tiểu nhân rình rập, nên làm gì cũng cần cẩn thận. Giữa năm nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh phải bôn ba, vất vả. Cuối năm tuy tài lộc có khởi sắc nhưng cũng phải lao lực, cố gắng nhiều. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của Giáp Dần, năm Dậu có các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh hành sự hanh thông, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, kẻo kẻ xấu có thể nhân cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, khiến thành tích bấy lâu nay thành công cốc.
Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Tuất. Giáp Dần sẽ gặp được nhiều như ý muốn trong năm Tuất. Nếu tích cực ra ngoài không ngại vất vả thì ắt kiếm được tiền bạc và công danh. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Khi ra ngoài cần tránh vướng chuyện thị phi, khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh thì sẽ được hưởng lợi. Tử Vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong năm Hợi. Vận trình năm này không mấy tốt đẹp, bản mệnh cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng, không nên nóng nảy hành xử theo cảm xúc nhất thời. Việc cầu tài, cầu phúc cần hết sức thận trọng, không nên chạy theo xu hướng thị trường, chú ý phát triển thế mạnh của mình. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.